Xin chào mọi người, mình là Như Thảo, mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Hiện tại mình đang đứng trước cổng trường Southwestern Academy, chi nhánh San Marino, California. Thì mọi người hãy cùng mình dạo quanh một vòng trường nhé. Đây là sảnh Pioneer, nơi đây là nơi George Stoneman, thống đốc của California, từng đến và nghỉ ngơi vào các mùa hè. Sau này, nhà trường đã xây dựng lại nơi đây trở thành The Commons, nơi các hoạt động chính của nhà trường diễn ra như văn phòng kinh doanh, văn phòng của các quản trị viên, văn phòng hiệu trưởng, các lớp học cũng như là nhà bếp và phòng ăn. Mọi người hãy cùng mình dạo quanh một vòng bên trong nhé. Đây là The Commons, nơi học sinh và nhân viên ăn uống. Nhà trường cung cấp đầy đủ 3 bữa ăn trong ngày, trong tuần. Riêng cuối tuần, học sinh chỉ có thể ăn sáng và tối tại trường. Vào những ngày thời tiết đẹp thì mọi người sẽ ăn trưa ngoài sân. Lầu 2 là nơi dành cho các phòng học cho một số lớp như ESL, sinh học, văn hóa thế giới, tiếng Tây Ban Nha và kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Mọi người có thể thấy tất cả lớp học ở đây đều rất nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh có thể trao đổi với nhau nhiều hơn. Đây là sân thể thao, nơi mọi người học và chơi bóng chày và bóng đá. Và có cả sân tennis nữa. Lễ hội âm nhạc và lễ hội Lua, một lễ hội đặc biệt của trường, cũng được tổ chức ở sân này vào mỗi cuối năm. Đây là sảnh Lincoln, tòa nhà đầu tiên được xây dựng từ khi trường vừa thành lập vào năm 1924. Các học sinh sẽ có chỗ ngồi nhất định trong hội trường. Mỗi ngày mới, ở trường sẽ được bắt đầu bằng một giờ sinh hoạt vào mỗi buổi sáng của các hoạt động, cũng như bài thuyết trình do đội ngũ nhân viên nhà trường thay phiên nhau sắp xếp. Sân khấu được dùng cho các buổi diễn nhạc và kịch. Ngoài giờ sinh hoạt buổi sáng, học sinh sẽ tập trung tại sảnh này vào giờ tự học. Dọc hai bên sảnh là phòng tư vấn, phòng quản lý học sinh cùng các lớp học như lớp toán và tiếng Anh. Tiếp theo chúng ta hãy cùng xuống lầu nhé. Đây là một trong những văn phòng quan trọng nhất của trường, văn phòng tư vấn đại học. Các học sinh đặc biệt là lớp 11 và lớp 12 đến tư vấn rất nhiều nhằm chắc chắn hơn về quyết định trong tương lai của mình. Đây là thư viện của trường, nơi đây cũng được sử dụng làm phòng học cho các học sinh. Xung quanh thư viện sẽ là những phòng học như là lớp tiếng Anh, lớp tin học, lịch sử và cũng như là phòng thí nghiệm hóa học. Đây là một trong những khu ký túc xá của nam. Ký túc xá của nữ không nằm trong khuôn viên của trường. Bây giờ hãy cùng đến với phòng gym nhé. Đây là phòng gym của trường, được gọi là Washington Gym, gồm sân bóng rổ, bóng chuyền và phòng tập thể hình ở bên trong. Đây tuy là một góc nhỏ nhưng cũng rất quan trọng của trường. Đây là nơi mọi người có thể chơi ping pong và các giờ thể thao cũng như là các giờ rảnh. Ngoài ra thì vào cuối năm, nơi đây cũng là nơi để tổ chức lễ hội âm nhạc và cũng như lễ tốt nghiệp. Chúng ta đang đến với giáo đường của trường. Đây là một nơi rất trang nghiêm với thiết kế ấm cúng và bắt mắt. Nơi đây là nơi dùng cho các buổi diễn nhạc và cũng như là các lễ cho bằng. Tiếp theo sẽ là tòa nhà âm nhạc và khoa học. Đây là phòng thí nghiệm vật lý và phòng âm nhạc với rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau. Đây là studio mỹ thuật và phòng truyền thông. Học sinh có thể sử dụng máy in 3D cho các sản phẩm thiết kế của mình. Ngoài ra, mọi người còn có vẽ và dựng phim nữa. Đây là ngôi nhà của SunSpot, kênh YouTube của trường. Mọi người có thể tìm trên trang web của trường nhé. Bây giờ chúng ta đang đi đến với phòng âm nhạc của trường. Phòng âm nhạc của trường có rất nhiều đa dạng loại nhạc cụ khác nhau. Học sinh có thể chọn những nhạc cụ mà mình đã biết chơi rồi, hoặc cũng có thể chọn để học những loại nhạc cụ mới vào những năm học mới. Mình hy vọng là mọi người đã thích chuyến đi tham quan vừa rồi. Với bất kỳ câu hỏi nào, mọi người hãy liên lạc với phòng tuyển sinh nhé. Chúc một ngày tốt lành, tạm biệt.